Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay video bà ngoại thu hoạch, bà ngoại hái cái bí đao này. Hôm nay mình hái ít trái bí đao vô, mình nấu canh. Nấu canh tôm. Đây là cái dàn bí đao của bà ngoại đây. Có một có hai cây thôi mà bây giờ nó ra quá trời trái nè. Bà ngoại trồng tốt quá. Từ cái chỗ này trồng cái chỗ ô mà mình làm phân hữu cơ ở nhà đó nên thì nó khá là tốt. Được mấy trái rồi ta? 2, 4, 6, 8, 10 trái rồi. Cái dàn nhỏ xíu mà được 10 trái bí đao rồi. Bây giờ mình đi qua mình quay cái dàn ổ khoai cho mấy bạn coi nha. Hai cây bầu nhà mình nó cũng leo lên rồi đây, nó leo lên dàn như thế này rồi này, dễ thương quá. Khổ qua năm nay con tập ăn khổ qua nha. Ok, để mẹ quay xong rồi mẹ ẵm. Hôm bữa mình cắt hết mấy trái rồi, bây giờ còn có hai trái nó cũng bự rồi, không có cách để nó già, ăn không có ngon. Sinh đôi. Đây là cái dàn cũng là 4 cây dưa leo của mình trong này nè. Có mấy trái rồi, để cho bà ngoại với con bé nó thu hoạch dưa leo vô luôn. Mai ép nó xuống. Đây mình cho các bạn coi dưa leo đây. Đây, dưa leo mà phải chun túi như đây mới thấy. Quá trời bông với lại trái con á. Được không? Đi, gậy gậy. Trái nó còn nhỏ quá. Đây làm giống gì? Mình mai mình ép muốn để hai trái dưa leo mình ép nước mình uống. Rồi. Dưa nè. Ba. Ngon. Bà ngoại đang thu hoạch dưa leo. Wow. Ăn dưa leo 5 năm rồi thôi, mình trồng ở nhà mà. Ăn nó ngon, nó ngọt lắm. Tự ý ăn nó ngon. Đây là đầu mùa đó. Dưa leo con nhiều lắm mà. Đi rồi đúng không? Đi. Cái này trồng hành với đất
trong này. Đó. Ai? À, baby con gái. Bà ơi hai. Cái bà chua đây hai luôn đi. Bà cắt. Mở ra hai. Hai bà cháu hai. Hôm nay là lần thứ hai mình thu hoạch cây cà chua này nè. Hôm bữa hai mẹ con thu hoạch rồi, bây giờ cho hai bà cháu thu hoạch. Con hái đi, con thò tay vô con hái. Ừ. Vô lên cho mẹ coi, vô lên. Cho má mì coi coi. Ừ. Wow. Đây. Đây là hôm nay mình thu hoạch được mấy cái này nè. Hai bà cháu thu hoạch một xíu thôi, được trái bí đao nè, rau thơm, khổ qua với lại dưa leo với lại mấy trái cà chua. Quá trời rau thơm luôn.